À, hôm nay tôi vui quá, mình mới được con đề ra bảo tín Minh Châu mua được cân vàng. Mời vào hộ tao một tay. Cố gắng làm cái này xong là ăn cả đời đấy. Nặng quá. Mày ra ngoài kia trong người ta được đâu rồi à? Không được rồi. Trộm làm sao mà có thể khênh trộm đi được chiếc két sắt này? Làm sao mà có thể dò mã số được cái két sắt này? Tại vì trong gia đình tôi đã có chiếc két sắt siêu cường Việt Tiệp. KVTSC50 là mẫu tốt nhất của tổng công ty két sắt Việt Tiệp. Đối với sản phẩm này của bên mình thì cực kỳ thông minh và có khả năng chống trộm cực kỳ cao. Do cái két sắt này được sử dụng khóa vừa vân tay vừa điện tử. Đồng thời với mẫu sản phẩm này còn có thêm cả tính năng mở được ra bằng cơ, nên khi sử dụng rất là dễ dàng và thuận tiện, và chúng ta hoàn toàn có thể chủ động được luôn trong quá trình sử dụng các bạn nhé. Về tính năng của chiếc két sắt này thì rất là thông minh. Để mở được cái két sắt này ra thì các bạn chỉ việc thao tác như sau. Chúng ta có thể mở cái két sắt này ra bằng vân tay. Các bạn chỉ việc đặt vân tay vào, sau đó xoay tay nắm sang bên phải, vậy là chúng ta đã có thể mở được cái két sắt này ra ngay rồi. Và vân tay thì các bạn có thể cài đặt được là 30 vân tay khác nhau. Và ngoài cái tính năng đấy ra thì các bạn có thể mở được cái két sắt này ra bằng cách là thao tác mã số điện tử. Các bạn chỉ việc chạm vào màn hình, sau đó chúng ta nhập đúng mật khẩu mà chúng ta đang sử dụng vào, sau đó kết thúc một nút thăng để hoàn thành. Vậy là chúng ta đã có thể mở được cái két sắt này ra bằng điện tử luôn rồi. Và hơn hết, trong quá trình sử dụng, công ty còn cấp thêm cho chúng ta một chiếc chìa khóa giải cứu để giúp các bạn có thể mở được cái két sắt này ra bằng cơ, phòng khi trong lúc đang sử dụng nếu như mà có bị hết pin hay quên mật khẩu, hay là trong lúc đó chúng ta không thể mở được cái két sắt này ra thì chúng ta vẫn hoàn toàn mở được ra bằng cơ bình thường luôn các bạn ạ. Và hơn hết, loại sản phẩm này của bên mình có khả năng chống cháy rất là cao, lên đến 2000 độ C trong vòng 2 giờ. Để khi mà có hoạn xảy ra thì các cái đồ dùng và những tài sản quý giá của chúng ta ở bên trong vẫn còn nguyên vẹn và không bị rủi ro bị thất thoát hay là bị cháy nổ các bạn ạ. Và với mẫu sản phẩm này của bên mình thì có một ưu điểm nữa rất là lớn, đó là có kích thước đẹp chuẩn theo phong thủy, như chiều cao là 50cm, chiều ngang là 38cm và chiều sâu là 39cm. Và két sắt có trọng lượng 60kg nên chống được cái việc di chuyển và chống được kẻ gian khênh trộm đi. Hơn nữa, chiếc két sắt này do được sử dụng thép đúc siêu cường có độ dày lên đến 8 ly, nên có khả năng chống cậy phá rất là tốt và có tổng cộng là 6 chốt khóa an toàn đúc đặc. Và bên trong mình rất thích tại vì có 3 ngăn giúp mình có thể phân chia được đồ dùng và những tài sản ra của mình một cách hợp lý. Phía trên là một ngăn kéo nhỏ có khóa riêng biệt để mình có thể cất những tài sản có giá trị cao vào trong đấy. Và phía dưới có một chiếc khay giúp mình có thể di chuyển lên xuống được. Và lưu ý là ở bên trong này là không gian rất rộng, giúp chúng ta để vừa được giấy A4 và túi hồ sơ thoải mái mà không hề bị kích các bạn ạ. Nếu như để mua hàng chính hãng của công ty, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website chính thức của tổng công ty để mua hàng là ketvietiep.com.vn, hoặc mua hàng ở tại fanpage Tích Xanh chính thức của công ty là Két Sắt Việt Tiệp, có dấu tích xanh để chuẩn xác nhận thông tin của hãng. Hoặc chúng ta có thể yên tâm hơn, liên hệ trực tiếp qua số tổng đài 1900 989932 để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng chính hãng trực tiếp tại công ty các bạn nhé.